Lại như hư không, chẳng uẩn xứ giới, chẳng lìa uẩn xứ giới, đại thừa cũng vậy, chẳng uẩn xứ giới, chẳng lìa uẩn xứ giới, nên nói đại thừa cùng với hư không bình đẳng. Lại như hư không, chẳng khả thuyết, chẳng bất khả thuyết, đại thừa cũng vậy, chẳng khả thuyết, chẳng bất khả thuyết, nên nói đại thừa cùng với hư không bình đẳng. Lại như hư không, chẳng có hí luận, chẳng không hí luận, đại thừa cũng vậy, chẳng có hí luận, chẳng không hí luận, nên nói đại thừa cùng với hư không bình đẳng. Do nhân duyên này nên nói đại thừa như thế cùng với hư không bình đẳng. Lại nữa, thiện hiện theo lời ông nói, ví như hư không có thể dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình, đại thừa cũng vậy, có thể dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông đã nói. Vì sao? Vì hữu tình vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu. Hư không vô sở hữu, nên biết đại thừa cũng vô sở hữu. Do nghĩa như vậy, nên nói đại thừa ví như hư không, có thể dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Vì hoặc hữu tình, hoặc hư không, hoặc đại thừa, tất cả như thế đều vô sở hữu bất khả đắc. Lại nữa, thiện hiện hữu tình vô lượng nên biết hư không cũng vô lượng, hư không vô lượng nên biết đại thừa cũng vô lượng, hữu tình vô số nên biết hư không cũng vô số, hư không vô số nên biết đại thừa cũng vô số, hữu tình vô biên nên biết hư không cũng vô biên, hư không vô biên nên biết đại thừa cũng vô biên. Do nghĩa như vậy, cho nên nói đại thừa ví như hư không, có thể dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Vì nếu hữu tình vô lượng vô số vô biên, hoặc hư không vô lượng vô số vô biên, hoặc đại thừa vô lượng vô số vô biên, thì tất cả như vậy đều vô sở hữu bất khả đắc. Lại nữa, thiện hiện hữu tình vô sở hữu nên biết hư không cũng vô sở hữu, hư không vô sở hữu nên biết đại thừa cũng vô sở hữu, đại thừa vô sở hữu nên biết vô lượng cũng vô sở hữu, vô lượng vô sở hữu nên biết vô số cũng vô sở hữu, vô số vô sở hữu nên biết vô biên cũng vô sở hữu, vô biên vô sở hữu nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nghĩa như vậy, cho nên nói đại thừa ví như hư không, có thể dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Vì hoặc hữu tình, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng, hoặc vô số, hoặc vô biên, hoặc tất cả pháp, tất cả như vậy đều vô sở hữu bất khả đắc. Lại nữa, thiện hiện ngã vô sở hữu nên biết hữu tình cũng vô sở hữu, hữu tình vô sở hữu nên biết mạng già cũng vô sở hữu, mạng già vô sở hữu nên biết sanh già cũng vô sở hữu, sanh già vô sở hữu nên biết dưỡng già cũng vô sở hữu, dưỡng già vô sở hữu nên biết sĩ phu cũng vô sở hữu, sĩ phu vô sở hữu nên biết bồ đạc già la cũng vô sở hữu, bồ đạc già la vô sở hữu nên biết ý sanh cũng vô sở hữu, ý sanh vô sở hữu nên biết thanh niên cũng vô sở hữu, thanh niên vô sở hữu nên biết người làm cũng vô sở hữu, người làm vô sở hữu nên biết người thọ vô sở hữu, người thọ vô sở hữu nên biết người biết cũng vô sở hữu, người biết vô sở hữu nên biết người thấy cũng vô sở hữu, người thấy vô sở hữu nên biết hư không cũng vô sở hữu, hư không vô sở hữu nên biết đại thừa cũng vô sở hữu, đại thừa vô sở hữu nên biết vô lượng cũng vô sở hữu, vô lượng vô sở hữu nên biết vô số cũng vô sở hữu, vô số vô sở hữu nên biết vô biên cũng vô sở hữu, vô biên vô sở hữu nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nghĩa như vậy, cho nên nói đại thừa ví như hư không, có thể dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Vì hoặc ngã cho đến người thấy, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng, hoặc vô số, hoặc vô biên, hoặc tất cả pháp, tất cả như vậy đều vô sở hữu bất khả đắc. Lại nữa, thiện hiện ngã cho đến người thấy vô sở hữu nên biết chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì lần lượt cũng vô sở hữu, chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì vô sở hữu nên biết hư không cũng vô sở hữu, hư không vô sở hữu nên biết đại thừa cũng vô sở hữu, đại thừa vô sở hữu nên biết vô lượng vô số vô biên lần lượt cũng vô sở hữu, vô lượng vô số vô biên vô sở hữu nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nghĩa như vậy, cho nên nói đại thừa ví như hư không, có thể dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Vì ngã cho đến người thấy, hoặc chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì,
hoặc vô lượng, vô số, vô biên, hoặc tất cả pháp, tất cả như vậy đều vô sở hữu, bất khả đắc. Lại nữa, thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu, nên biết cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi, lần lượt cũng vô sở hữu. Cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu. Hư không vô sở hữu, nên biết đại thừa cũng vô sở hữu. Đại thừa vô sở hữu, nên biết vô lượng, vô số, vô biên, lần lượt cũng vô sở hữu. Vô lượng, vô số, vô biên, vô sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nghĩa như vậy, cho nên nói đại thừa ví như hư không, có thể dung nạp các vô lượng, vô số, vô biên hữu tình. Vì sao? Vì hoặc ngã cho đến người thấy, hoặc cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng, vô số, vô biên, hoặc tất cả pháp, tất cả như vậy đều vô sở hữu, bất khả đắc. Lại nữa, thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu, nên biết sắc uẩn cho đến thức uẩn, lần lượt cũng vô sở hữu. Sắc uẩn cho đến thức uẩn vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu. Hư không vô sở hữu, nên biết đại thừa cũng vô sở hữu. Đại thừa vô sở hữu, nên biết vô lượng, vô số, vô biên, lần lượt cũng vô sở hữu. Vô lượng, vô số, vô biên, vô sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nghĩa như vậy, cho nên nói đại thừa ví như hư không, có thể dung nạp khắp vô lượng, vô số, vô biên hữu tình. Vì sao? Vì hoặc ngã cho đến người thấy, hoặc sắc uẩn cho đến thức uẩn, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng, vô số, vô biên, hoặc tất cả pháp, tất cả như vậy đều vô sở hữu, bất khả đắc. Lại nữa, thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu, nên biết nhãn xứ cho đến ý xứ, lần lượt cũng vô sở hữu. Nhãn xứ cho đến ý xứ vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu. Hư không vô sở hữu, nên biết đại thừa cũng vô sở hữu. Đại thừa vô sở hữu, nên biết vô lượng, vô số, vô biên, lần lượt cũng vô sở hữu. Vô lượng, vô số, vô biên, vô sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nghĩa như vậy, cho nên nói đại thừa ví như hư không, có thể dung nạp khắp vô lượng, vô số, vô biên hữu tình. Vì sao? Vì hoặc ngã cho đến người thấy, hoặc nhãn xứ cho đến ý xứ, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng, vô số, vô biên, hoặc tất cả pháp, tất cả như vậy đều vô sở hữu, bất khả đắc. Lại nữa, thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu, nên biết sắc xứ cho đến pháp xứ, lần lượt cũng vô sở hữu. Sắc xứ cho đến pháp xứ vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu. Hư không vô sở hữu, nên biết đại thừa cũng vô sở hữu. Đại thừa vô sở hữu, nên biết vô lượng, vô biên, vô số, lần lượt cũng vô sở hữu. Vô lượng, vô số, vô biên, vô sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nghĩa như vậy, cho nên nói đại thừa ví như hư không, có thể dung nạp khắp vô lượng, vô số, vô biên hữu tình. Vì sao? Vì hoặc ngã cho đến người thấy, hoặc sắc xứ cho đến pháp xứ, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng, vô số, vô biên, hoặc tất cả pháp, tất cả như vậy đều vô sở hữu, bất khả đắc. Lại nữa, thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu, nên biết nhãn giới cho đến ý giới, lần lượt cũng vô sở hữu. Nhãn giới cho đến ý giới vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu. Hư không vô sở hữu, nên biết đại thừa cũng vô sở hữu. Đại thừa vô sở hữu, nên biết vô lượng, vô số, vô biên, lần lượt cũng vô sở hữu. Vô lượng, vô số, vô biên, vô sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nghĩa như vậy, cho nên nói đại thừa ví như hư không, có thể dung nạp khắp vô lượng, vô số, vô biên hữu tình. Vì sao? Vì hoặc ngã cho đến người thấy, hoặc nhãn giới cho đến ý giới, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng, vô số, vô biên, hoặc tất cả pháp, tất cả như vậy đều vô sở hữu, bất khả đắc. Lại nữa, thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu, nên biết sắc giới cho đến pháp giới, lần lượt cũng vô sở hữu. Sắc giới cho đến pháp giới vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu. Hư không vô sở hữu, nên biết đại thừa cũng vô sở hữu. Đại thừa vô sở hữu, nên biết vô lượng, vô số, vô biên, lần lượt cũng vô sở hữu. Vô lượng, vô số, vô biên, vô sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nghĩa như vậy, cho nên nói đại thừa ví như hư không, có thể dung nạp khắp vô lượng, vô số, vô biên hữu tình.
Vì sao? Vì hoặc ngã cho đến người thấy, hoặc sắc giới cho đến pháp giới, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng, vô số, vô biên, hoặc tất cả pháp, tất cả như vậy đều vô sở hữu, bất khả đắc. Hết quyển thứ 493.